Hello, xin chào mọi người, mình lại gặp nhau trong một video mới. Và sau những video swatch xong liên tục thì mình nghĩ là mình nên đổi giá một chút xíu. Cho nên video ngày hôm nay mình sẽ nói về thì đây là một cái bịch đồ của Kiehl's, nhưng mà ở trong thì rất là nhiều đồ linh tinh khác chứ không phải của Kiehl's không. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những món đồ mình mới mua. Và nếu như mọi người có thích hoặc là muốn mình review một sản phẩm nào đó trong cái haul lần này thì cứ comment ở bên dưới để mình biết nha. Và đừng quên subscribe và like cho mình video này. Và mình không nói nhiều nữa, cùng bắt đầu thôi. Ở đây nổi trội nhất là hai bảng mắt mà mình mới mua. Đầu tiên đó chính là Lorac Mega Pro Palette. Cái hộp nó hơi móp móp chút xíu tại vì vận chuyển nó bị ép á, nhưng mà bạn ở bên trong thì vẫn rất là đẹp. Đây mình sẽ mở cho mọi người xem. Đẹp chưa, trời ơi. Đây là cái Mega Pro, hình như là cái mới nhất của hãng hay sao á. Thì đó giờ mình chưa có xài của Lorac bao giờ hết, nhưng mà nghe rất là nhiều review tốt về hãng này, là chất phấn cực kỳ mịn và lên màu siêu chuẩn mà còn giữ màu lâu nữa. Nhưng mà mình chỉ mới mua về thôi chứ mình chưa dùng nên mình chưa có review cụ thể cho mọi người. Và đây chính là cái bảng màu của cái bảng này. Mình thấy bảng này có đủ cả tông ấm và tông lạnh, nhưng mà sẽ nghiêng hơn tông lạnh nhiều hơn và tông kiểu khói smoky nhiều hơn á. Nhưng mà bảng này rất là nhiều màu cho nên mình có thể làm được rất là nhiều cái kiểu makeup look khác nhau. Và ở trên này sẽ là hai hàng màu lì và dưới này là hai hàng màu nhũ. Bảng này có tổng cộng là 32 màu và còn có đi kèm cả gương, nên mình nghĩ là bảng này rất là phù hợp để mà sử dụng nhiều mục đích khác nhau. Đó, thì phong cách của Lorac cũng nổi tiếng từ đó tới giờ rồi, cho nên là bây giờ mình mới có cơ hội thử. Để mình thử thêm chất lượng của bảng này như thế nào rồi mình sẽ update với các bạn sau nha. Và bảng mắt tiếp theo mình đã mua đó chính là ta-da, The Jaclyn Hill Palette kết hợp với Morphe. Thì cái này ra cũng phải hơn một năm nay rồi, nhưng mà mình không biết sao bây giờ mình mới mua. Kiểu như mình cũng không đánh mắt nhiều lắm á, nhưng mà mình cũng đã có vài bản trước đây rồi, cho nên là mình vẫn cứ chần chừ mãi chưa mua cái bản này. Với lại hồi xưa rất là khó mua tại vì cứ sold out liên tục, nên mình cũng không có thích cái kiểu giành giật kiểu đó, cho nên là bây giờ mới mua. Nè, khi mở ra thì vẫn còn cái bọc bóng bóng ở trong này. Mình cảm thấy là hãng rất là chu đáo. Thì đây chính là cái bản đó, trời ơi đẹp dã man, nhưng mà có điều nó màu trắng mình sợ nó bị dơ quá. Nhưng mà cái lớp ngoài này thì cũng không phải là lì hay là cái kiểu mà dễ dính á, nên mình không biết là có dễ bị bám dơ hay không. Bảng sau này sẽ là hình của 35 màu có trong bảng. Và bảng này mình mua là 42 euro hay bao nhiêu á mình không nhớ nữa. Nhưng mà mình nhớ hình như trên web của Mỹ bán rẻ hơn hay sao á. Đó, thì mở ra nó sẽ như vậy. Trời ơi đẹp quá. Để mình mở cái miếng này ra đã. Đẹp chưa nè. Trời ơi, đây đúng kiểu, đây nè, ba hàng trên này đúng là kiểu cái tông màu mình thích luôn á, kiểu cam, xong rồi đỏ, rồi nâu, rồi nhũ, rồi các thứ, trời ơi đẹp dã man. Nhưng mà hai hàng dưới này thì chắc cũng hơi khó dùng. Anyway thì cái ô phấn này nó bự hơn của Lorac khá là nhiều, nhưng mà giá tiền thì nó sẽ rẻ hơn. Và cái bảng này thì mình nghĩ là chắc các bạn ai cũng biết rồi, tại vì nó quá rất nổi tiếng trong một năm trở lại đây. Kiểu như ai ai cũng có, nhà nhà đều có, tất cả mọi người đều sử dụng cái bảng này, nhưng mà tới bây giờ mình mới có. Tuy nhiên thì cái bảng này không có gương và cũng khá là to, nên mình nghĩ là các bạn nên sử dụng ở nhà chứ đừng mang đi lung tung sợ nó bị bể hay gì đó. Nói chung là cái bảng này không phù hợp để mang đi du lịch. Với 35 màu như vậy, lạnh có, ấm có, nhạt có, đậm có, nhũ, lì đều có, thì mình nghĩ cái bảng này là quá phù hợp cho các bạn chỉ muốn đầu tư cho một bảng mắt duy nhất thôi, chứ không muốn bỏ quá nhiều tiền để mua nhiều màu khác nhau. Thì đó, mình sẽ thử bảng này sớm và review với các bạn nha. Và khi mà mình lên trang web của Morphe mình mua cái bảng mắt đó thì mình cũng có nghĩ qua một cái bộ cọ này, là một bộ cọ mắt. Thì trong bộ này mình được tặng kèm cả một cái bao đựng cọ luôn. Và ở trong bên này thì mình có tới 12 cây cọ mắt. Thì những cây cọ này là chuyên để đánh mắt, bao gồm tất cả những loại cọ cần thiết để mà đánh mắt. Và mình thích nhất là có một cây cọ kẻ lông mày, là mình vừa có đầu để kẻ lông mày, vừa một cái đầu chải lông mày. Đó, thì cái bộ cọ này cũng rẻ thôi, hình như 28 đồng. Và mình thấy lông cọ của Morphe cũng khá là mềm, nhưng mà mình chưa có sử dụng nên mình cũng chưa biết là cái độ tán màu và chất lượng của cọ ra sao, cho nên là mình sẽ sử dụng sớm rồi mình review với mọi người nha. Tiếp theo là một cây cọ mình cực kỳ thích. Đây chính là cây cọ mà mình trời ơi mê lắm luôn. Mọi người nhìn đi đẹp lắm luôn á, để mở ra cho mọi người xem. Đây chính là cây cọ. Trời ơi, matchy với cái áo hôm nay mặc quá. Thì trời ơi, mềm lắm luôn á. Đây là cọ của Real Techniques. Thì có một ngày mình đi loanh quanh ở ngoài đường thì mình thấy nó bán cái cây cọ này. Và đây là một bộ limited edition. Và có rất là nhiều cọ khác nhau, từ cọ mặt, cọ từ cọ phấn phủ, cọ foundation, rồi cọ mắt, rồi tùm lum hứa cọ hết á. Thì mình thấy là giá nó cũng khá là mắc. Mình không biết ở Mỹ thì nó bán bao nhiêu, nhưng mà ở chỗ của mình bán rất là mắc. Cho nên là cây cọ là mình mua tới 18 đồng lận, tính ra khoảng gần 500 ngàn. Ồ, nhưng mà
nói chung là nó đẹp quá cho nên mình mới mua, mình chỉ dám mua một cây thôi. Nhưng mà thật sự là nó mềm lắm luôn, cái lông cỏ nó mềm lắm, nó lắm luôn á. Và đây là cọ đám má hồng, thì đây là cái cọ mình sử dụng nhiều nhất. Tại vì ngày nào mà cũng đám má hồng hết, cho nên là mình nghĩ khi mà mua cây này mình sẽ sử dụng thường xuyên, rất là thường xuyên. Tiếp theo là một vài món mà mình đã mua được ở Sephora. Thì mình có một người bạn đã đi Mỹ và mua giùm mình để đem về đây. Thì mình rất là vui tại vì ở chỗ mình không có Sephora cho nên là mình không có tự mua được. Đây chính là hai món đầu tiên mà mình mua được. Đó là má hồng của Too Faced. Cái này là dòng Love Blush Long Lasting 16 Hour Blush. Cái này là dòng má hồng mà cái packaging nó có hình trái tim á, dễ thương lắm. Ta-da! Đây là hai cái má hồng mình đã mua. Trời ơi đẹp dã man. Đó thì như các bạn thấy thì cùng một dòng nhưng mà nó hai màu khác nhau đúng không? Là phấn ở trong màu gì thì cái vỏ sẽ là màu đó. Và mình cảm thấy cái hình trái tim này rất là đáng yêu luôn á. Và cái má hồng này tới 6g lận nên mình không biết là dùng bao giờ mới hết. Và hai màu mình mua đó là I'll Always Love You với lại màu Baby Love. Và cái má hồng này hãng hứa hẹn với mình là sẽ bám suốt 16 tiếng đồng hồ, không trôi, không lem và bám hết cả ngày dài luôn. Cho nên là mình rất là muốn thử để coi có được như hãng nói nha. Đó thì trong thời gian sắp tới chắc chắn mình sẽ đem em ấy ra video để xài cho các bạn xem nha. À mà mình còn được tặng một cái sample của Chocolate Soleil. Cái này là cái bronzer rất là nổi tiếng của Too Faced. Thì mình không nghĩ là tặng một cái sample cho mình cũng khá to như thế này. Đó, rất là phù hợp để đem đi du lịch. Mình nghĩ cái sample như vậy là dùng cũng đã rất là lâu rồi. Cái này là tới 2.5g lận, nhiều lắm chứ bộ. Đó, cái này là đồ free. Tiếp theo sẽ là son. Và lần này mình chỉ mua son của một hãng nhất thôi. Đó mọi người là hãng gì? Đó chính là của Fenty Beauty. Trời ơi, thiệt sự là mình rất là muốn thử son của Fenty Beauty từ lúc mà nó mới xuất hiện luôn á. Đó thì cái hộp này rất là to. Nói về hộp này trước đi ha. Mọi người hãy nhìn đi. Đẹp chưa? Trời ơi, thiết kế bao bì đúng đẹp luôn á. Thì lúc đầu mình nhìn mình không nghĩ đây là một cây son tại vì nó quá to đi. Mình cứ nghĩ là một chai foundation nhưng không. Nó là một cây son và cái này mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ biết rồi. Em nói đây. Trời ơi đẹp thần sầu luôn. Đây là một cây son đỏ dòng Lip Paint của hãng Fenty Beauty. Thì hiện tại hãng chỉ có một màu duy nhất này thôi, là màu Universal Red. Có nghĩa là được hãng giới thiệu là sẽ phù hợp với tất cả mọi người, tất cả tông da, màu da như thế nào đó đều rất là phù hợp với cái màu son này và lên môi rất là đẹp. Cho nên là mình đã chờ mỏi mò cho đến cái ngày mình được cầm máy trên tay và bây giờ mình đã cầm được rồi, trời ơi. Nhưng mà mình chưa có dám đến phẩm thì mình đẹp lắm, mỗi màu đang để chân. Và tiếp theo mình có mua ba cây khác, dòng Mademoiselle của Fenty Beauty. Thì màu mình mua là màu Freckle Fiesta, Pink với lại Salty. Mình cũng chưa xài ba son này luôn cho nên là mình nghĩ mình sẽ làm một video swatch sớm cho mọi người xem về dòng son này nha. Mọi người hãy comment cho mình biết nếu như mọi người muốn xem video swatch về dòng son này của Fenty Beauty nha. Sắp hết rồi, nãy giờ cầm bịch của Kiehl's nhưng mà chưa nói sản phẩm nào của Kiehl's hết. Thì mình chỉ mua một sản phẩm duy nhất thôi, đó chính là Kiehl's Ultra Facial Cream. Cái này là dòng kem dưỡng của Kiehl's, mình nghĩ là khá là nổi tiếng, phù hợp cho da thường đến da khô. Còn những bạn da dầu thì mình không chắc là sẽ phù hợp với loại kem này đâu, tại vì nó khá là đặc và dày. Tuy nhiên thì mình không hiểu sao hồi xưa lúc mà mình ở Việt Nam á, thì da mình là da hỗn hợp dầu và rất là thường hay đổ dầu trong ngày luôn. Nhưng bây giờ hiện tại là da mình trở thành da hỗn hợp thiên khô, hoặc là có thể nói từ da thường như da khô. Tại vì mình rất là ít đổ dầu, chủ yếu chỉ đổ vùng mũi thôi. Còn lại thì phần má, phần cằm với lại phần giữa trán này mình rất là hay bị chóc da, bị khô á. Thì trước khi mình quyết định mua cái này, mình cũng đã xài những cái sample nhỏ mà bên hãng nó tặng cho mình á. Thì mình thấy khá là ok, da mình rất là mềm mịn và mượt, không có bị break out, không có bị nổi mụn hay là mụn ẩn gì hết, mà nó giữ ẩm cho da mình rất là tốt. Da mình căng bóng và mềm mịn hơn rất là nhiều. Yay, video này là hết rồi. Hôm nay những cái món đồ mình mua như vậy cũng không quá nhiều, cũng không có ít đúng không? Mình mong là mọi người đã thích video lần này. Nếu như mọi người muốn mình làm video review về bất kỳ một món nào đó trong video ngày hôm nay thì mọi người cũng đừng quên comment ở bên dưới này nha. Và mình sẽ hẹn mọi người trong video lần sau. Bye bye.